Libin. Libin. Con keo này của ai chú? Con keo mà vàng vàng với đây nè. Pin à. Con keo này làm gì ta? Ai biết đâu, nhưng ông đảng giỏi luôn kìa. Thấy sắp xong rồi, thấy mấy người công trình mình đi đi chà mấy cái nợ, thấy sắp xong rồi đó. Trời đất, lót gạch xung quanh nữa, nhà xưởng nữa. Mốt phải trồng cỏ, trồng cây đâu lên nè. Nó đang trồng cỏ đó. Đâu trồng cỏ đâu chú? Nó trồng cỏ đó, nó có người tứ đó. Đâu có thấy cỏ gì đâu. Có, nó đang lên đó. Nó đang tứ mà. Đó là khu vi xếp trồng hả? Hai mình mướn ngoài đó. Cái này có bên công trình muốn luôn. Em này đi đâu, đi vô đây làm gì đây? Không vấn nữa gì đây? Chắc dạy quá, đừng coi thôi. Không vấn hay gì anh? Không vấn hay gì anh? Em vô gặp ông Libin á. À Libin. Dạ. Để làm gì chị? Dạ có, bữa nay có hẹn bên cung ứng lao động đó. À cung ứng lao động hả? Ủa mà chị có số điện thoại ổng không hay là có sao? Em mới điện ổng là ổng làm cung. Ờ vậy chị vô đây, chị vô đây ngồi đợi. Mở mở cửa giùm con chút. Ít ít thôi, xem ra vô. Nó vậy là ổng muốn tìm tiếp á. Cung ứng lao động. Dạ không anh để bên đây giùm em. Anh vô phòng buổi, ê vô chị vô ngồi phòng buổi dậy ngồi đợi xíu nha. Anh đi tìm việc hả anh? Anh đi tìm công việc gì, công nhân hay là sao? Nữ hả? Ở đây đang tuyển nè. Là, ở này là công ty bao bì. Dạ. Có làm ca đêm không? Ca đêm hả? Ca đêm thì công ty có làm ca nhưng mà hiện tại chắc chưa đâu anh. Có tăng ca. Nghĩa là tăng ca cũng nhiều á, tại giờ đang cần gấp á. Khoảng mười mấy người á. Tại đi xin cho nữ mà tại nên kêu về. Ủa chứ anh có công việc làm chưa? Có rồi. Có rồi hả? Vậy anh kêu cái chị đó qua đây nộp hồ sơ luôn đi, em ngồi đây luôn, em phỏng vấn luôn nè. Muốn công ty này luôn hả? Hả? Để về đây coi là mấy cho bán người mà. Nhiêu tuổi? 92. 92, à ok. Vậy có gì khoảng trưa đi, trưa khoảng 2 giờ kêu nộp hồ sơ qua đây em ngồi phỏng vấn luôn á. Đang làm bữa nay chắc chưa hứa được đâu tại. Ủa đang làm thì sao làm liền được không? Làm liền thì để về bàn lại cái muốn làm liền được. Lương hôm nay đâu có đãi hả? Lương hả? Lương thì 4 triệu tư. 4 triệu tư là cơ bản á. Tổng là 4 triệu 8. Ăn cơm thì cơm tự túc. Trả 25 ngàn ngày. Tăng ca thì tính riêng. Tự túc nó ở bển cũng cho cơm tự túc rồi, thấy ngán cơm tự túc rồi. Trời ơi, cơm tự túc mới sướng đó, mình muốn ăn gì mình ăn. Rồi mình muốn ăn ít thì dư tiền đó còn để còn ha, nhiều công ty hả? Anh để phần cơm là như đó mà ăn đâu chất lượng đâu tới đâu. Rồi ăn nhiều khi nó làm riết nghiệp mình ăn còn ngán hơn mình mua nữa. Hâm với lại ở đây là bảo vệ người ta có số dẫn ở ngoài đó, cứ điện là đặt rồi cứ điện đem vô luôn chứ mình đâu còn phải đi ra ngoài mua đâu.
cơm tê túc rồi đó. Thì gặp tê túc thì chắc không chịu quá. Thì anh vậy coi lại tợ chứ em còn thích tự túc á, muốn ăn gì mua đó. Để gì rồi rồi rồi.